Sau vai diễn cá tính, mạnh mẽ trong Hướng Dương Ngược Nắng, Hồng Diễm trở lại với hình ảnh quen thuộc trong phim truyền hình mới mang tên Dự Kiến Người Vợ Tốt. Nữ diễn viên không có sự phá cách khi vào nhân vật mới. Ở bộ phim này, hai bạn diễn của cô cũng tạo được nhiều sự chú ý là Việt Anh và diễn viên miền Nam Quốc Huy. Hồng Diễm vẫn giữ hình ảnh dịu dàng, nữ tính qua mái tóc dài và các bộ váy thanh lịch, trang nhã. Khác với Hướng Dương Ngược Nắng, Hồng Diễm có sự thay đổi bất ngờ với mái tóc ngắn và trang phục cá tính. Nhiều khán giả vẫn yêu mến hình ảnh xinh đẹp quen thuộc này của nữ diễn viên và cũng không muốn cô thay đổi hay lột xác. Tuy nhiên, mọi người cũng đang chờ đợi diễn xuất của Hồng Diễm sẽ có sự mới mẻ hơn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.